Chuyện ma kinh dị, bầu ma báo oán, tác giả Bánh Ú. Ủng hộ tác giả bằng cách ấn theo dõi trang tác giả nhé. Mình có để thông tin trong phần mô tả video. Còn bây giờ, cùng thưởng thức chuyện nhé. Bố tôi ngồi nhâm nhi ly rượu mà nói, cũng đến cái tháng cô hồn rồi đó. Mẹ con bà xem mà hạn chế ra đường vào ban đêm. Mẹ tôi bưng bát nước canh vừa húp vừa nói, mẹ con tôi ngày thì ra ruộng, tối ở nhà ông còn lo cái gì nữa. Bố tôi đặt mạnh chén rượu xuống mà nói, ấy tôi lo là lo cho cái con Thị, nó cứ đêm đến mà đi xem hát với đám bạn, chả biết đường nào mà lần. Mẹ tôi cầm lấy mảnh khanh đang vắt trên cổ mà lau miệng. Tôi thì im lặng ngồi đó không nói gì. Tôi biết tính bố tôi hay nói, nhưng ông vẫn để tôi được giải trí. Mặc dù ông biết đêm nào tôi cũng lẻn nhà đi chơi với đám chị em, nhưng vẫn vờ như không mà để tôi thỏa thích đi chơi. Mẹ cũng vậy, chỉ cần tôi xin một lời rồi làm nũng, thì bà liền cho tôi đi chơi, rồi còn lén để cửa chờ tôi về. Đêm nay cũng thế, vì mọi người chiều ngoài đồng đã nghe cái gánh hát trên tỉnh về cái xã nhỏ này ba đêm để phục vụ bà con. Nên chắc chắn là đêm nay chị em chúng tôi có mặt rồi. Tuy nói là ở dưới xã quê nghèo ngủ sớm, nhưng cái niềm đam mê về gánh hát hay đoàn hài nào về là chị em tròn tuổi 15 hay 16 đều trốn nhà đi chơi hết. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, tôi cũng vờ vào trong phòng tắt điện đi ngủ. Nhưng đợi chừng một lát cho bố thấm rượu là tôi liền lẻn ra sau nhà, bay qua hàng rào mà trốn đi liền. Sáng nay làm công cho nhà bà kia nên mẹ con tôi có một số tiền khá khá. Mẹ không muốn con gái thiệt thòi nên dúi tay tôi một ít, là 5.000. Cũng là một bữa ăn cơm của gia đình tôi rồi đấy. Nhóm tôi gồm con Mận, con Hòa, con Na và con Bưởi. Độ tuổi bằng nhau nên dễ xưng hô và chơi rất thân. Cùng nhau đi ăn một số quà vặt như bánh tráng nướng hay trái cóc, trái xoài là cả nhóm thỏa mãn lắm rồi. Nay đoàn hát về, rất đông người đi xem. Vé thì mất 4.000 nên tôi chỉ còn 1.000 mà ăn quà mà thôi. 1.000 mua được miếng cóc chấm muối ớt với lại miếng bánh tráng nướng thơm phức. Tôi đang cầm miếng cóc ăn ngon lành thì bỗng trước mặt một đám con trai đùa giỡn làm rớt cả cóc lẫn bánh tráng. Một người trong đám nhặt lên rồi xin lỗi tôi. Thế là cả mấy đứa con gái xúm lại mà to tiếng với chúng nó. Tôi không nói gì mà chỉ thấy tiếc cái miếng bánh. Bỗng một người trong nhóm con trai đưa cho tôi miếng bánh tráng nướng mà hỏi, em tên gì? Được miếng bánh mới nên tôi không ngần ngại mà cầm lấy miếng bánh. Tôi mới gọi đám bạn mà rời đi, không quan tâm đến người con trai ấy đang nhìn theo tôi mà gãi đầu rồi mỉm cười. Sau khi xem hát thì năm đứa chúng tôi cũng ra về. Cái Bưởi nó xem cái đồng hồ lúc này đã hơn 9 giờ nên bọn tôi cũng nhanh chân về nhà. Về đến nhà thì không còn tâm hơi của bố nên tôi đi cửa sau mà vào phòng mình. Mẹ đã ngủ rồi, tôi cũng lên giường mà ngủ thiếp đi rồi, mai còn dậy sớm đi làm. Không biết là có phải mệt lắm hay không, hay là như thế nào nữa, mà tôi lại nằm mơ giấc mơ kỳ lạ lắm. Trong giấc mơ, tôi thấy cái người con trai lúc tối đền cho tôi cái bánh đang hôn tôi thắm thiết. Và chúng tôi đã có một phút thăng hoa sau bụi tre làng. Sau đó thì tôi biết mình mang bầu và sinh ra một đứa con trai. Nhưng bố nó không nhận nó mà xa lánh nó. Thằng bé trải qua một cơn bạo bệnh rồi chết đi. Tôi thấy mình điên dại mà cứ đứng trước cửa nhà người đàn ông bội bạc ấy mà cười. Hắn ta chỉ bố thí cho tôi vài đồng tiền lẻ rồi đuổi tôi đi. Rồi tôi lại thấy mình treo cổ nơi góc bếp của nhà mình. Sợi dây được vắt ngang trên cây xà mà hai chân tôi đung đưa theo cái thân hình mềm oải đã chết ngắt. Tôi hoảng sợ mà giật mình tỉnh dậy. Lấy tay áo quệt đi những giọt mồ hôi trên trán mà phát hiện bây giờ trời đã gần sáng. Gà đã gáy nhưng nhà tôi chưa có ai thức cả. Thế là tôi không ngủ lại được nữa mà chỉ biết xuống bếp bắt nồi cơm rồi đun cho bố ấm chè xanh. Cả ngày hôm ấy tôi cứ như người mất hồn, suy nghĩ về câu chuyện mà mình đã gặp trong giấc mơ. Hay đó là điểm gì đó đã báo trước với tôi. Chiều nay chúng tôi có hẹn nhau ra chỗ cũ là lũy tre cuối làng để trò chuyện. Ăn cơm xong là tôi xin mẹ đi liền. Đêm nào cũng vậy cả, mẹ hỏi chúng tôi không sợ sao. Có lẽ vì chưa thấy về những điều tâm linh nên chúng tôi chưa sợ. Tôi ra chỗ lũy tre cuối làng thì thấy mình là người đến sớm đầu tiên. Sau đó là con Hòa, Na và Mận. Con Na mang ít củ khoai lang bảo chúng tôi nhóm lửa để nướng khoai. Cả bọn hí hửng nướng xong khoai rồi nói toàn chuyện trên trời dưới đất.
Nhưng sao mà lâu thế nhỉ? Vẫn chưa thấy cái con bưởi béo đâu. Trong nhóm chúng tôi thì con bưởi là béo nhất, nên chúng tôi gọi nó là bưởi béo. Nhà nó gần cuối làng nhất, nên thường xuyên là nó đi đến sớm nhất. Nhưng sao nay lại lạ lùng như thế? Hay là nó có việc gì rồi? Ba đứa chúng tôi quyết định đi đến nhà nó xem thế nào, rồi cũng tiện đường về nhà. Vừa đến nhà nó thì ập vào mắt chúng tôi là con nhỏ béo đang ngồi trên nắp giếng của nhà nó. Ê bưởi, sao mày không ra chỗ hẹn? Con Na lên tiếng rồi lại nói thêm. Này tao mang khoai ra nướng, mày không ra là phí một đời nha con. Chúng tôi cười đùa mà đi vào mảnh sân nhà nó. Nhưng nó vẫn không hề để ý đến chúng tôi mà cứ nhìn xuống cái giếng. Con Hòa vỗ vai nó. Béo, béo, mày không nghe thấy tao nói gì sao? Con bưởi như chợt bừng tỉnh mà nhìn ba đứa chúng tôi. Chúng mày sao lại ở đây? Ơ kìa, bọn tao đợi mày ở lũy tre cả buổi, sao mày không ra? Tôi cùng hai đứa hỏi nó, nhưng dường như nó không biết phải trả lời thế nào. Chỉ nói, tao không biết sao mình lại ngồi đây nữa. Chúng tôi chỉ đành nhìn nhau, rồi lại nhìn nó. Lúc này chúng tôi mới để ý là con béo đang cầm trên tay cái áo màu đỏ của nó. Chúng tôi hỏi nó cầm áo làm gì thì nó bảo nó không biết. Nên thôi nói chuyện rồi đưa củ khoai cho nó ăn, rồi bọn tôi ra về. Hoa và Na gần nhà nhau, nên chúng nó rẽ vào nhà trước. Còn mình tôi cầm cái đèn pin mà bước về. Trời hôm nay không có trăng nên ánh đèn pin yếu ớt lắm. Rồi xong, ánh đèn chớp được vài cái rồi tắt ngúm luôn. Hết pin rồi. Chưa bao giờ tôi đen đủi như hôm nay nên chỉ đành dò dẫm mà bước về nhà. Oạch một phát, chân tôi trượt phải hòn đá mà trẹo đi. Tôi ngã khuỵu người xuống mà đau không thể đứng dậy được. Mặc dù biết rằng mình sắp về đến nhà nhưng không thể nào đứng lên được. Xa xa có ánh đèn pin đang đi đến, tôi cố gắng gọi lớn. Ai đó, giúp tôi với. Ánh đèn pin dần tiến về phía tôi rọi thẳng vào tôi. Tôi liền lấy tay che mặt thì người đứng trước mặt tôi lên tiếng. Là em à? Ánh đèn pin chuyển động. Tôi thấy người ấy chính là anh chàng hôm qua mình đã gặp. Anh ta bước gần về phía tôi ngồi xuống rồi hỏi. Em có chuyện gì sao? Tôi cũng đành trả lời là có và kể ly cho anh ta nghe. Anh ta soi đèn về phía chân tôi rồi bảo tôi cầm đèn pin. Tay anh ta mạnh dạn nắm lấy chân tôi rồi nắn nắn. Tôi khẽ rên lên vì đau. Thấy tôi đau nên anh cũng dừng lại mà nói. Nhà em ở đâu? Để anh đưa về. Tôi trả lời. Chỉ còn vài căn nữa là đến rồi. Em làm phiền anh quá. Anh ta mỉm cười mà đáp. Không sao, anh cũng tiện đi qua. Anh nói rồi đỡ tôi dậy. Tôi cũng cố gắng bám vào anh rồi để anh đưa về nhà. Mà em vẫn chưa cho anh biết tên của em đâu đó. Anh nói nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe thôi. Em tên Thị, còn anh? Tôi đành trả lời rồi còn hỏi tên anh cho có lệ. Anh tên Úc, nhà ở trên chỗ cầu nhỏ ấy. Thế Thị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Anh vừa dìu tôi đi vừa hỏi. Tôi cũng không ngại mà trả lời anh. Về đến ngõ nhà thì tôi bảo anh dừng lại. Cảm ơn anh và bảo mình có thể tự vào nhà được. Anh có vẻ lo lắng nhưng tôi nhất quyết mò mẫm mà bước vào nhà. Thấy tôi vào nhà anh cũng xách đèn pin mà rời đi. Sáng hôm sau chân tôi sưng vù và phải ở nhà. Mẹ gọi đi tư qua nắn lại chân cho tôi thì nó cũng đỡ đi được vài phần. Nhưng đến chiều thì đành phải rời nhà mà nương theo cây gậy chống đi cùng với con Na. Vì tôi nghe mọi người nói con bưởi mất tích từ trưa đến giờ mà không ai tìm thấy. Lê bước đến nhà nó thì thấy mọi người đã khiêng nó về đặt trước sân nhà nó. Bố mẹ nó bình tĩnh cùng mọi người túm lại, cạo gió, thoa dầu cho nó vì mọi người bảo có thể nó bị trúng gió. Sau khi đã tỉnh táo thì nó ôm lấy mẹ nó mà khóc nức nở. Mẹ ơi, cứu con. Ông Tám mới kể lại mọi việc cho mọi người nghe. Chả là ông đi đánh lưới ở khúc sông nhỏ gần bụi tre cuối làng. Thì từ xa xa ông thấy con béo bưởi cứ loay hoay gốc tre làng rồi ngồi xuống bốc đất bỏ vào miệng ăn. Ông biết là con bưởi gặp chuyện không tốt nên đành kéo nhanh lưới lên mà chèo chiếc thuyền nhỏ vào bờ. Nhưng chả hiểu sao là thuyền ông cứ bị trôi ra xa mà không chèo vào bờ được. Với kinh nghiệm 20 năm chèo thuyền thì ông đã không ít lần gặp cái trường hợp này. Mỗi lần như thế thì ông đều thủ sẵn con dao nhọn mà khua xuôi nước sông mà nói lớn. Tôi cũng chỉ vì kiếm miếng ăn thôi, không đụng chạm gì đến ai cả nên thôi cho tôi đi. Như mọi lần thì người khuất mặt sẽ thương tình mà cho ông đi, nhưng lần này thì khác. Thuyền ông lại bị xoay vòng quanh thế giới, chóng hết cả mặt. Ông nhìn lên chỗ bụi tre thì thấy con bưởi đã lách người một cách tài tình mà chui vào bụi tre
đầy những cành sắc nhọn. Ông lại tiếp tục khua dao, đập bành bạch trên thuyền, nhưng không sao trở lại bình thường được. Thế là ông đành tè luôn lên thuyền, xuống nước sông cạnh thuyền thì thuyền ông mới bình thường mà trèo vào bờ được. Ông Tám lúc này hô hoán mọi người đến. Mọi người cũng đi tìm con bưởi, nên cũng chạy đến, thì thấy con bưởi nằm trong bụi tre mà miệng mồm đầy đất và cát. Ba đứa đưa con bưởi vào phòng để nó nghỉ ngơi. Tôi thì lững thững theo sau chúng nó. Mọi người thấy con bưởi cũng đã khỏe rồi nên cũng giải tán nhau mà ra về. Bố mẹ nó và chúng tôi hỏi mãi, nó mới kể là trưa hôm ấy, nó ăn cơm xong thì vội đi sang nhà ngoại để đón mẹ nó về. Nhà có mỗi cái xe đạp, nhưng vì bố nó đi làm nên không có xe. Nó sợ mẹ xách nhiều đồ về mệt, nên nhiệt tình đi đến cuối làng là nhà bà ngoại để giúp mẹ mang đồ. Nhà bà rất nhiều trái cây và rau củ, nên mẹ cái bưởi lấy mà để mai mang ra chợ bán. Đi đến bụi tre gần cuối làng cái bưởi, nhìn thấy một đứa bé gái đang ngồi dưới gốc tre mà ôm mặt khóc. Bưởi liền đến gần mà hỏi, sao em khóc vậy? Đứa bé ướt nhòe hai bên mắt, ngước lên mà trả lời, em bị mẹ kế đánh đau lắm. Thương cảm cho nỗi đau của đứa bé, bưởi mới nán lại mà cho nó viên kẹo. Nhà em ở đâu? Chị đưa em về, chứ ở đây một mình không tốt đâu. Bưởi vuốt mái tóc của nó, chợt cái bưởi ngửi thấy mùi gì đấy, thum thùm đâu đây. Nghĩ là mùi chuột hay cái con đất gì chết trong khóm tre, nên cũng thôi mà an ủi con bé. Chị ơi, chị đưa em về nhà nói với bố em nhé. Đôi mắt thâm quầng cùng khuôn mặt trắng của nó, khiến cho người nó như xanh xao gầy guộc lắm. Bưởi liền đồng ý đưa con bé về nhà nó. Lúc mà bưởi nắm tay con bé, là lúc cả người bưởi như có một dòng điện chạy dọc hết người. Mắt của con bưởi như đeo chỉ mà nhắm chặt lại. Chân của cái bưởi vẫn đi, nhưng là đi quanh gốc tre, nhưng trong một thế giới hư vô. Cái bưởi vẫn thấy mình và con bé nhỏ đang bước đi trên một con đường nhỏ xung quanh, toàn là cây cối, tùm thôi. Con bé ấy cứ nắm tay cái bưởi mà đi, rồi nó chỉ về phía một căn nhà nhỏ mà bảo, nhà em đấy. Bưởi và con bé bước vào nhà, nhưng con bé lại bảo, bố mẹ em đi làm rồi, chị vào chơi. Bưởi lúc này nghĩ là đã đi đến đây rồi thì thôi kệ, cứ vào chơi một lát rồi sang đón mẹ sau. Con bé nhỏ nhanh nhẹn mà bưng lên một rổ bánh kẹo rất là ngon. Nào là sô cô là la, bánh mì ngọt, bánh quy rất nhiều và toàn là sữa đậu nành. Chị ăn đi. Bưởi nuốt nước miếng mà nhìn con bé, như có gì đó thôi thúc mà cái bưởi bốc lấy bốc để bỏ hết vào miệng. Uống sữa ừng ngực, rồi ý thức dần mờ đi mà không còn biết gì cả. Trước khi ngất đi, bưởi còn nghe thấy tiếng con bé cười lên lanh lanh lảnh vang vọng bên tai mình. Ánh mắt đang nhắm nhìn thấy cái thứ đang cầm trên tay mình là một lá tre già, chứ không phải thanh sô-cô-la. Chợt biết là mình bị ma dắt đi, nên trong suy nghĩ cuối cùng thì bưởi đã kịp tiểu ra, và chính thứ ấy đã giúp cô một lần thoát khỏi sự trêu đùa của ma quỷ. Bà nội của bưởi nghe vậy thì hỏi cháu, thế con có nhớ con đường mà con bé ấy dắt đi không? Bưởi đáp, có, con đường ấy rất thật bà, là một căn nhà gần sông, đường nhỏ vào có cái miếu to lắm. Sau nhà còn có cây hòe già to lắm bà nội ạ. Bà nội nghe đến đây thì chép miệng mà nói, chết thật, là con bé năm đó. Ai cũng bàng hoàng mà đợi bà nội nói tiếp. Năm ấy ông Bính ở xóm trên lấy thêm vợ mới, bà ta mang tiếng dữ dội nên thường xuyên đánh đập con bé là con riêng của ông Bính. Lúc này bố mẹ cái bưởi mới nhớ lại mà nói tiếp. Khổ thân chứ cái hôm ấy, sau khi ông Bính đi thả lưới xong về, thì thấy bà vợ mới cưới khóc lóc bảo là nấu cơm thì không thấy con bé đâu. Thế là ùa nhau đi tìm con bé. Thấy xác con bé trôi xuống cuối làng nơi bụi tre già cõi cuối xóm giữ lại. Mọi người vớt nó lên thì thấy người nó bầm tím. Nhưng bà mẹ kế bảo chắc do nó rớt xuống sông rồi trôi đi va chạm vào đâu nên mới bầm tím như vậy. Nhưng họ thừa biết là cô ta đã làm gì con bé. Bố của nó cũng bỏ qua mọi chuyện mà mang xác con gái về chôn. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, là vì đêm nào bà mẹ kế cũng thấy người ngợm nó ướt nhẹp và than khóc trước cửa nhà. Bà liền vậy nợ mà xây cho nó một cái miếu lớn trước ngõ vào nhà để nhang khói chuộc lỗi. Nhưng biến cố ập đến, bà ta trở nên điên dại rồi bỏ đi lung tung. Căn nhà ấy cũng bỏ hoang vì ông bố cũng bỏ cái xứ này mà đi biệt không ai hay biết. Bà nội cái bưởi thở dài rồi nói nhỏ, ấy thế mà nó cứ đi phá hết người này đến người kia để mua vui cho nó. Vì lúc còn sống đến khi chết, nó chưa bao giờ được vui. Thấy cái bưởi đã khỏe hẳn nên chúng tôi ra về. Trời lúc này đã nhá nhem tối
nên khi đến nhà cái Na, tôi liền bảo nó thôi về đi. Còn một đoạn tôi về được. Thế là mình tôi chống gậy về nhà. Câu chuyện ấy trên đường đi làm cho tôi cứ suy nghĩ mãi không thôi. Về đến nhà thì mẹ cũng đã chờ sẵn mà dìu tôi vào nhà. Tôi kể cho bố mẹ nghe thì bố tôi cấm tuyệt đối, tôi không được đi ra đường nữa. Nhưng chân đau thì cũng không đi chơi được. Tối khi đang phụ mẹ đan cái giỏ để mang chợ bán, thì tôi nhìn thấy một ánh đèn pin rọi lên bức tường trên nhà. Nhìn ra ngoài thì tôi thấy một người không rõ. Người ấy soi đến khuôn mặt thì tôi nhận ra đó là Úc. Người hôm trước đã dìu tôi về nhà. Xin mẹ ra ngoài dạo trước sân thì mẹ đồng ý. Tôi biết anh ấy đến đây là có chuyện hay ý gì đó nên cố gắng đi ra. Chân bé Thị đỡ đau chưa? Anh hỏi tôi trả lời là đỡ rồi. Anh và tôi đều lặng im. Anh có món quà tặng cho bé Thị nè. Anh Úc nói rồi đưa ra trước mặt tôi là một cái kẹp tóc đẹp lắm. Anh tặng em thật sao? Mà sao anh lại tặng em? Tôi hỏi anh chỉ mỉm cười rồi đáp. Sáng anh đi chợ thấy nó đẹp nên nghĩ đến Thị. Mà sao anh cứ nghĩ đến Thị thôi? Tôi mỉm cười. Chắc là anh thích Thị rồi. Tôi cười đùa mà trả lời, nhưng câu nói của anh làm tôi dừng lại. Chính xác vậy rồi. Tôi thấy mặt mình nó nóng bừng rồi nhanh chóng nhận lấy kẹp tóc rồi quay bước vào nhà. Úc biết là tôi mắc cỡ nên anh cũng không gọi mà dạo bước ra về. Sáng hôm sau khi bố mẹ tôi đã ra đồng thì Úc lại đạp xe đến nhà tôi với một ít bánh bảo là mua cho tôi ăn. Xong rồi anh cũng ra về mà không nói gì hết. Đêm nào cũng đến nhà tôi. Sáng nào cũng mua cho tôi thứ gì để ăn hết. Cho đến một ngày anh nói anh yêu tôi. Anh yêu tôi thật lòng. Tuổi mới lớn tôi có hiểu gì về tình yêu đâu. Thấy thích anh, xa anh thì nhớ. Chả lẽ tôi cũng đã yêu anh? Anh rất nghiêm túc trong chuyện tình yêu với tôi. Anh nói sẽ xin phép bố mẹ cho chúng tôi qua lại với nhau. Chân tôi sau một tuần thì cũng đã khỏi và đi làm bình thường. Chúng tôi lại tụ tập nhau buổi tối, nhưng dạo này vắng mặt tôi khá nhiều trong nhóm. Chúng nó cũng biết tôi có người yêu nên cũng không nói gì. Ngoài tôi ra còn có con bưởi. Chuyện nó bị ma dắt đã qua và nó trở lại bình thường. Nhưng một vài đêm nó cứ vắng không ra chơi với chúng tôi. Đến nhà thì lại thấy nó ở nhà ôm cái áo đỏ ngồi trên giếng. Hỏi nó tắm hay sao thì nó cứ bảo không rồi lại ra chơi với chúng tôi. Dần ra mọi chuyện về con bưởi càng diễn biến phức tạp, khiến cho bố mẹ nó phải đi mời đến thầy về trừ tà cho nó, vì để lâu sẽ hại đến nó. Cái đám tang diễn ra trong sự tiếc nuối của bố mẹ cái hòa của mấy đứa chúng tôi. Nhóm 4 đứa mà giờ chỉ còn lại 3. Rồi cái lời thề ước sẽ cùng nhau đám cưới, chúng tôi đã không thực hiện được. Ngày người ta đưa quan tài nó xuống huyệt, là con chó mực nhà nó đi theo mọi người ra nghĩa địa của xóm. Con chó mực nó cực kỳ khôn, biết chủ nó đưa đi chôn nên nó chạy theo mà đứng nhìn. Cũng đúng thôi, cái hòa nó nhặt được con chó khi mới lọt lòng, ai đó bỏ vì con chó mất một mắt. Đến giờ con chó được hơn chục cân lớn rồi, nó vẫn không quên người chủ của nó. Nhưng mọi người bỗng thấy con chó mực đứng từ xa mà vẫy đuôi mừng rỡ như thường ngày, mà nó thấy chủ của nó. Con chó nhảy chồm lên rồi vẫy đuôi vui mừng nhìn về phía chúng tôi đang đứng chôn cất hòa. Một người thân trong gia đình cái hòa liền nắm cổ mà kéo con mực về. Nhưng dường như nó kháng cự mà chống lại như không muốn về nhà. Bố của cái hòa dường như hiểu ra điều gì đó, mặt bước lại xoa 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 đầu nó mà nói nhỏ. Chị hòa mất rồi, mày về nhà đi. Con chó vẫn hướng phía huyệt cùng cái quan tài mà nhìn. Nó liền sủa lên một tiếng, rồi lẳng lặng về nhà. Mọi thứ xong xuôi, chúng tôi cũng về nhà để phụ giúp lo cơm nước, mời mọi người lại ăn cơm. Tối ấy, chúng tôi đều ở lại mà phụ giúp các bác dọn thức ăn. Mệt mỏi, nên đám ba đứa tôi ngủ lại luôn nhà của cái hòa. Ba đứa nằm trong phòng của cái hòa mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang say giấc thì tôi thấy chân mình có cảm giác gì lạnh lạnh đến khó chịu. Vội vàng mở mắt thì tôi thấy rõ ràng cái hòa, nó ngồi ngay cái ghế gỗ đặt gần tủ quần áo mà xoe mắt nhìn tôi. Tôi lúc này nằm im bất động mà không thể nhúc nhích hay mở miệng kêu lên một tiếng. Tôi bắt đầu ứa nước mắt, một phần vì quá sợ, phần lại là mừng lắm khi gặp lại được nó, con bạn của tôi. Mặc dù nó đã chết, nhưng nó cũng đã là bạn thân, rất thân của tôi. Ánh mắt của cái hòa lúc này đen và buồn sâu thẳm. Những giọt nước mắt của nó cũng đang lăn dài trên đôi má trắng bệch, chảy xuống đôi môi tái nhợt của nó. Cái bưởi bỗng từ từ ngồi dậy mà bước xuyên qua bóng người đang ngồi ghế,
rồi mở cửa bước ra ngoài. Chắc nó đi vệ sinh. Con này cũng không thấy, vì nó đã được thầy cắt đi duyên với người âm. Không thể thấy ai cả. Tay tôi bỗng nhiên cử động được. Tôi mới vấy lấy, mà khều khều con Na nằm ngay bên cạnh tôi. Trong khi đó, mắt tôi vẫn mở ra và chảy nước mắt nhìn về phía cái Hòa đang ngồi xoa xoa cái bụng bầu mà nhìn tôi. Cái Na đang ngủ ngon thì có người phá nó nên nó cũng bực bội mà lải nhải vài câu. Nhưng khi nó thấy tôi cứ khều nó nhiều quá thì nó cũng tỉnh dậy mà ngồi bật dậy. Này, cái con này nữa, tao đang ngủ mà, khều cái gì mà nhiều vậy? Nó mở mắt ra thì thấy tôi đang trợn mắt nhìn về phía cái tủ thì vội lay lay gọi tôi dậy. Lúc này cái Hòa bỗng dưng biến mất trong gang tấc, không còn thấy bóng dáng nó nữa. Con bưởi lúc này cũng đi vào mà ngáp dài nhìn hai con bạn, thì cũng vội chạy lại, lay lay tôi. Tôi cũng cử động được mà thở hắt ra. Chúng nó lo sợ mà hỏi tôi có làm sao không. Tôi lấy lại được bình tĩnh mà đem kể tất cả mọi chuyện cho chúng nó nghe. Hai đứa nó cũng sợ hãi mà kéo tôi ra thắp cho cái Hòa nén hương mà bảo nó yên nghỉ, đừng về phá bọn tôi nữa. Sáng hôm sau, tôi cùng ba đứa rời nhà cái Hòa mà ra chợ ăn sáng với ba đứa người yêu. Đứa nào cũng thấy buồn vì trong nhóm bạn đều mất đi một người bạn thân. Nhất là sự ra đi của cái Hòa làm chúng tôi hụt hẫng. Đang ngồi uống trà thì thằng Cò nó đi lại. Nó mặc quần áo sang trọng, cùng vợ nó đi lên cửa tiệm gạo chỗ chợ. Thấy chúng tôi ngồi đó thì nó bảo vợ nó đi ra tiệc trước, nó sẽ ra sau. Mọi người khỏe cả chứ? Thằng Cò mở miệng mà hỏi đám chúng tôi. Người yêu của cái Na lên tiếng. Không dám thưa cậu, bạc tình bạc nghĩa, không đến thăm mẹ con dù một lần. Thằng Cò ngồi xuống cạnh anh Úc mà tiếp tục nói. Tao có đến nhưng nó đuổi tao đi. Tôi bực quá nên nói to. Mày cứ bố láo, mày không đáng là người. Thằng Cò lắc đầu mà cố giải thích. Tao có đến là cái hôm tao ở chợ nghe bà con người ta kể là cái Hòa nó treo cổ tự tử. Hôm ấy là ngày niệm nó, tao có đến, nhưng vừa bước vào ngõ thì cái Hòa nó từ trên nóc nhà. Nó ngồi trên đó lừ mắt nhìn tao rồi còn bảo tao cút đi nữa. Cả đám chúng tôi chỉ biết lặng im mà không nói gì. Vì tôi đã kể chuyện mình thấy cái Hòa nên đám bạn tin rằng hồn nó vẫn còn ở trần gian. Hôm đưa nó ra nghĩa địa, tao cũng có tiễn nó một đoạn. Rồi chỉ dám lặng lẽ ra về thôi. Thằng Cò nói rồi nhét vào tay cái bưởi một số tiền mà nói. Mày mua hoa quả, bánh trái thắp hương cho mẹ con nó giúp tao với. Cái bưởi dứt khoát mà ném tiền vào người nó mà nói. Lúc mẹ con nó còn sống, mày có đoái nhìn không? Giờ nó vì mày mà chết, mày còn thăm hỏi làm gì? Nói rồi cái con béo nó bỏ đi, đám chúng tôi cũng lần lượt rồi rời đi. Chỉ có thằng Cò là vẫn ngồi đó. Nó có cảm thấy hối hận không? Có cảm thấy muốn ngưng lại thời gian rồi trở về quá khứ? Nó sẽ không bỏ mẹ con nó, sẽ không vì tiền mà làm mẹ con nó chết. Có lẽ lúc này đám bạn và nó cũng đang vui vẻ nơi này rồi. Thằng Cò đứng dậy rồi bước đi về phía cửa tiệm gạo. Vợ nó là Bích mang cho nó bát phở thơm nức. Ăn sáng đi anh, kẻo hại bao tử đấy. Tâm trạng nó lúc này buồn buồn nên bê bát phở mà để sang một bên. Lấy lý do chưa đói nên nó đi xem lại sổ sách. Tầm hơn một tiếng sau, nó quay trở lại bàn bưng bát phở. Thì ôi thôi, nước phở chuyển sang màu đen, sợi phở mốc rêu xanh, còn thịt thì ôi thiêu mùi khó chịu tột độ. Cô Bích thấy vậy thì lấy làm lạ, vội mang đi bỏ cả bát phở rồi gọi bát mới cho chồng ăn. Nhưng thằng Cò cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa. Tối hôm đó sau vài ngày cái Hòa mất, mọi người đến an ủi gia đình nhà cái Hòa rất nhiều. Có cô Tước là hàng xóm lâu năm sang ăn ủi rồi ở lại với mẹ nó đến muộn mới về. Mẹ cái Hòa buồn nên là mời bà Tước ở lại cho đỡ buồn. Nhưng vì lão chồng bà khó tính nên bà phải về. Mẹ cái Hòa tiễn bà ra cửa nhưng bà thấy vẻ mặt xanh xao của mẹ nó thì sợ ra ngoài gió máy nên từ chối bảo mẹ nó vào nhà. Bà về được. Bà Tước đi ra khỏi nhà cái Hòa thì thở dài. Rõ khổ mà, dại dột hết sức. Trên tay bà là cái đèn pin mượn ở nhà mẹ cái Hòa để về nhà. Đi được một đoạn thì bà cảm thấy có ai đó đi theo sau mình thì phải. Linh tính mắc bảo bà liền quay ra đằng sau thì chả thấy ai cả. Thế là bà Tước lại tiếp tục đi thì bà nghe thấy tiếng gọi. Bác Tước! Bác Tước! Là tiếng gọi của một đứa con gái. Theo phản xạ tự nhiên bà liền hỏi. Có chuyện gì? Bà quay lại thì hoảng hồn khi thấy con Hòa nó đang lơ lửng với cái bầu to. Tóc xõa dài nhưng lộ ra hai con mắt đen xì xì mà đang bay sau lưng bà. Tiếng cười của cái Hòa vang vọng khiến cho bà Tước hoảng sợ mà ngã ngồi dưới mặt đất.
Cái hỏa nó đặt chân xuống đất, nhưng lúc này chỉ nhìn thấy cái ống chân của nó. Đèn pin trên tay bà Tước cũng rơi xuống đất mà bà cầm đã không vững. Bác Tước, trả đèn pin cho cháu. Bà Tước chịu hết nổi mà hét lên. Ôi, ôi làng nước ơi, cứu tôi với. Vì lúc này, bà thấy cái con hỏa nó rụp người xuống, mà nhặt cái đèn pin trên tay, rồi như ẩn xuống đất mà mất tích. Mọi người đang ngủ thì nghe tiếng hét như xé màn đêm mà chạy ra, thì thấy bà Tước ướt quần mà ngồi lì dưới đất. Sau khi thoa dầu đánh gió thì bà mới kể lại. Cái tông môn nhà nó, tôi mượn có cái đèn pin mà nó cũng đòi. Mọi người nghe bà kể thì cũng sợ hãi mà giúp bà đưa bà về nhà. Chuyện bà Tước vì cái hỏa nó nhát loan khắp xóm, khắp xã. Họ cũng sợ mà né né đoạn đường gần chỗ nhà cái hỏa hơn vì thật. Một số người đi ngang nhà nó thì thấy nó ngồi vắt vẻo trên mái nhà hay đi đi lại lại với cái bụng bự. Tuy không hại ai, nhưng mọi người ai cũng sợ vì một thứ đã không còn tồn tại và được mọi người gọi là ma. Đám chúng tôi đến nhà thắp hương rồi ra mộ cái hỏa thăm nó. Đã gần 49 ngày của nó rồi, nhanh thật. Hỏa này, sau 49 ngày thì mày đừng có về mà dọa mọi người đấy, tội bọn họ. Cái na vuốt vuốt tấm bia mộ cái hỏa thủ thỉ. Đúng là sau 49 ngày, nó không về cho ai thấy nữa. Nhưng có điều là vợ chồng nhà thằng Cò thì lại gặp vô số chuyện không may mắn. Chẳng hạn như là vợ nó là chị Bích mang thai lần đầu, nhưng thai chỉ được hơn 2 tháng là bị hư và tuột hẳn ra ngoài. Thế là hai vợ chồng buồn dữ lắm, nhưng vẫn an ủi nhau để kiếm đứa khác. Cái giống sảy nó hay có lại. Nên chừng hơn tháng sau, chị Bích lại báo tin vui có con làm thằng Cò, nó mừng vui lắm. Lần này, Bích quyết tâm nghỉ dưỡng ở nhà không đi đâu cả. Từng hành động đều hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận. Nhưng trong một đêm ấy, đứa bé lại tiếp tục chết rồi lại ra ngoài như không muốn ở trong lòng mẹ nó vậy. Rớt nước mắt khi hai lần mất con. Vợ chồng nó quyết định lên trên thành phố khám. Bác sĩ bảo là chả vấn đề gì cả. Thế mà sao lại cứ sảy thai nhỉ? Bố mẹ của chị Bích đi xem thầy thì thầy bảo đất nhà không hợp với hai vợ chồng nên sẽ không thể sinh con được. Thế là ông bà, bố mẹ nhà Bích theo thầy mà xây nhà cho vợ chồng nó ra riêng ở. Lần này thì không sao rồi. Đứa bé trong bụng của Bích đã đủ 5 tháng. Đã thành hình rồi, mừng hết biết. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ bình thường trở lại, nhưng rồi lại toang. Đêm ấy Cò ở cửa tiệm về muộn hơn vì anh có hẹn uống với cái đại lý lấy gạo của anh. Bích ở nhà khóa cẩn thận cửa lại rồi xem tivi đợi chồng về. Bỗng phụt một tiếng, cúp mất điện. Bích cẩn thận mà mò mẫm đi tìm cây đèn cày để đốt. Đến cái tủ hay để đèn cày cô mò mẫm, nhưng chả thấy đèn và hộp quẹt đâu. Quái lạ, hôm qua còn để đây mà. Bỗng tay cô sờ trúng thứ gì, nó mềm mềm nhão nhão, lành lạnh khiến cô giật mình mà rụt tay lại. Một cơn gió từ đâu thổi qua lạnh buốt, khiến cho Bích rùng mình mà lạnh hết cả người. Bóng đèn lại sáng, lại có điện, nhưng cô chợt giật mình hoảng sợ vì cô đang đứng trước hiên nhà, chứ không phải là cái tủ trong nhà. Chỉ cần vài bước nữa thôi là cô có thể ngã lăn xuống bậc của hiên mà cả người văng vào cổng nhà. Bích vội choàng tỉnh mà đi vào trong nhà. Cô cầm lấy cái đèn pin để phòng điện cúp. Tối hôm nay nó thế nào mà lại tiếp tục cúp điện? Chán thật, bộ phim mới xem được có vài phút. Bích bật sáng cái đèn pin rồi đứng dậy đi về hướng cái tủ. Lần này cô cầm được cây nến và cái hộp quẹt để đốt cho sáng. Tắt cái đèn pin ngồi xuống, thì cây nến như bị ai đó thổi mà vụt tắt, vì chả có miếng gió nào ngang qua cả. Bích lại bật hộp quẹt châm lửa. Cô ngước mắt lên thì giật mình vì vừa có một cái bóng trắng. Đúng, chính xác là một cái bóng trắng bay vụt qua trước mặt của cô. Bích ôm lấy tim mà thở hổn hển. Sau đó chưa kịp định thần thì xuất hiện trước mặt cô với cái khuôn mặt trắng bệch. Ôi cha mẹ ơi, cứu con với. Tiếng hét chói tai của Bích cũng không làm cho cái con ma trước mắt bỏ đi. Nó đưa xác cái khuôn mặt biến dạng với đôi con mắt trắng dã và cái lưỡi dài thè ra qua cổ. Mọi thứ tối om, chỉ có cái đèn cày thắp lên ánh sáng mờ ảo nhưng cũng đủ để cho Bích chết lặng. Tim cô đập nhanh và hô hấp bắt đầu dồn dập. Chết! Bích thầm thân một tiếng, rồi cố gắng đứng dậy để đi ra ngoài gọi người. Thật sự là cô rất sợ, nhưng trong thâm tâm Bích tự nhủ, lòng mình phải cố gắng để đứa bé trong bụng được sống. Cô đánh liều mà mò mẫm đứng dậy đi ra được phía cánh cửa nhà. Ngồi bịch xuống đất, Bích nhẹ nhàng lết xuống từng bậc hiên nhà. Mày không thoát đâu! Mày không thoát được đâu! Ha! Ha! Tiếng nói rợn người phát lên phía sau
khiến cho Bích hoảng sợ mà khóc nức nở. Bỗng, cái con ma ấy hiện ra trước mặt của Bích, quét cái lưỡi dài đỏ hỏn nhớt nhát lên mặt cô mà cười sảng sặc. Bích khua tay múa chân, thậm chí vớ cả chiếc dép lên mà đập con ma. Cô với quá trớn nên cả người ngã ụp xuống đất. May mà khoảng cách trên bậc thềm với đất không sao nên Bích không bị thương. Nhưng cô lại điếng người khi cảm nhận được một dòng nước ấm ấm chảy xuống dưới đất cô ngã. Mặc kệ con ma nó muốn làm gì thì Bích vẫn áp tay vào dòng nước để xem. Dưới ánh trăng soi sáng, cô nhìn thấy đó là máu. Cũng lúc này, bụng của con ma trước mặt cô cũng đã chuyển động dữ dội. Bích nhìn thấy có thứ gì đó đang nhúc nhích bên trong ấy. Cái bụng của con ma trước mặt bị cái vật trong đấy xé mạnh ra, khiến cho máu tung tóe mà bắn cả lên mặt của Bích. Cô hét lên chói tai vì một đôi bàn chân trần đang ngọ nguậy, thì ra sau đó là một thân người, là một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng khi nó đã chui ra, thì ôi thôi. Bích lại gào hét to hơn lần trước vì đứa bé sơ sinh đang nhe răng, trợn mắt mà đưa bàn tay đầy máu me về phía Bích. Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới. Cô ngó ra cổng nhìn qua khe sắt thì thấy vài người đang đi đến. Cứu, cứu, cứu tôi, có ma, cứu mẹ con tôi với. Tiếng kêu cứu của Bích gào thét, nhưng tuyệt nhiên không có một người nào ngoái nhìn. Mặc dù họ đến tới 5-6 người đi qua, cũng không ai nghe thấy dù một từ. Hi, hi, mày cứ lạ, cứ hét cho nhiều vào rồi xem có ai chứng kiến cảnh con mày chết thê thảm thế nào. Nói rồi, con ma ấy nắm lấy tay thằng bé ma đang cười ha hả, đứng bên cạnh mà nhét vào trong bụng mình. Bụng của con ma lúc này toác ra một miếng rất lớn. Bích nhìn thấy bên trong là một màu đỏ chết chóc. Cô chợt bừng tỉnh mà bò đi chỗ khác vì con ma ấy đang tiến về phía mình. Cô ném những gì có thể ném, nhưng mọi thứ cứ xuyên qua con ma mà văng vào tường nhà. Con ma ấy cũng không hành động ngay mà cứ bay theo sau người của Bích. Bích bò vào trong nhà để lấy điện thoại gọi cho chồng về. Nhưng dường như điện thoại bị một thế lực vô hình nào làm cho không có sóng. Điện thoại di động thì trên tầng trên. Mặc dù lúc này Bích cảm thấy mình rất đau và đứa con sắp sửa chui ra, nhưng cô vẫn cố gắng mà bò lên từng bậc thang. Nếu không xong thì cả tính mạng của cô cũng không qua được luôn ấy chứ. Hai chân của Bích bị đôi bàn tay trắng không còn giọt máu kéo lại. Nó vén cái váy của Bích mà thì sâu vào trong, lôi ra đầu của đứa con trong bụng cô. Bích đau như chết đi sống lại mà hét lên thảm thiết. Máu từ chỗ đó chảy ra ướt hết sàn nhà. Cô đau đớn cầu xin con ma. Xin tha cho con của tôi, muốn gì tôi cũng đồng ý mà. Đừng, đừng làm hại nó. Cô như chết đi khi nhìn thấy con ma trước mặt mình đang dùng sợi dây thừng mà cuốn chặt cổ đứa con vừa mới lôi ra trong bụng mình. Treo thằng bé lên trên tay vịn của cầu thang rồi cười lên thỏa mãn. Mày biết không? Mày biết không con kia? Tưởng chừng như tao là người mẹ hạnh phúc, sẽ đón nhận sinh linh bé nhỏ. Nhưng nhờ mày, nhờ con tiện nhân như mày mà tao mất hết. Mất chồng tương lai, con trai tao mất bố. Tao quá nhục, quá hận khi ra đi một cách tức tưởi. Là vì mày, ha ha. Vì cái đứa hồ ly như mày. Tao chết, con tao chết. Con mày cũng phải chết. Tiếng cổng nhà được mở ra, chắc là thằng cò về. Con ma vội đưa thằng bé đặt vào trong tay của Bích rồi bay vọt lên trên mái nhà. Chỉ để lại những tiếng cười vang vọng. Cò mò tất bật điện thì anh tỉnh cả rượu khi thấy vợ mình nằm trong vũng máu. Tay ôm đứa bé đỏ hỏn dính đầy máu. Anh vội chạy đến. Ôi em ơi! Em ơi! Con mình là tuột ra nữa hả em? Bích khóc nấc lên rồi xỉu đi không còn biết gì. Sau khi tỉnh lại, Bích thấy mình nằm trong bệnh viện. Bố mẹ và chồng mình đứng đó. Cô sờ xuống cái bụng phẳng của mình mà gào khóc. Con tôi đâu? Người nhà phải chạy vào can chứ Bích cứ bứt tóc, cào rát mặt mà hỏi con mình đâu. Bác sĩ phải tiêm cho cô thuốc an thần mà thiếp đi. Bố mẹ của Bích bảo cò về ngủ lấy lại sức vì anh đã phải mệt mỏi nhiều rồi. Thằng cò đêm hôm ấy, nó uống say lắm. Chả lẽ cả cuộc đời này nó sẽ không được làm bố sao? Hay tại vì trời quả báo đã cướp đi quyền làm bố vì nó đã ruồng bỏ chính đứa con của nó? Ầm một tiếng to ở dưới bếp. Có đưa mắt nhìn thì anh thấy mảnh bát vỡ dưới nhà bếp. Chả cần quan tâm, anh liền tu sạch bình rượu mà ném cả chai xuống dưới sàn nhà. Mày đã hối hận chưa? Một giọng nói ồm ồm làm cho cò nổi hết da gà mà ngước mắt lên nhìn. Anh giật mình mà té ngửa ra đất khi nhìn thấy cái hòa bụng bự đang đứng trước mặt mình. Mày muốn gì? Hồn ma lúc này của Hòa cười lên hăng hắc là tiến lại gần phía cò. Tao muốn gì cơ? Ha ha, tao đã làm xong rồi.
Con mày chết do tao, vợ mày trong viện giờ điên điên dại dại cũng do tao. Mày nói kế tiếp tao muốn gì? Đầu của cái Hòa nghẹo sang một bên mà thè lè cái lưỡi đỏ. Bàn tay gầy guộc xanh xao của Hòa xứ đi lớp áo trên cổ mình, để lộ ra vết dây thừng đã lằn dấu trên cổ mình. Mày bảo tao muốn gì hả? Có lúc này mặt không còn một giọt máu mà lùi ra ngoài cử chính. Trước mặt anh hồn ma của Hòa vẫn mỉm cười mà tiến lại gần chỗ anh. Tao muốn, trên cổ mày cũng có vết thắt như tao. Hòa nói thỏ thẻ rồi cười lên vang vọng, ác độc. Có hoảng quá nhưng anh vẫn liều mạng mà vụt chạy ra ngoài. Vì lúc về nhà anh chưa đóng cổng, nên giờ này anh cố gắng mạnh dạn mà vọt ra khỏi nhà. Để lại sau lưng tiếng cười kinh khủng vang lên trong căn nhà vắng ấy. Có chạy rất nhanh, hắn ta chạy một mặt ra chỗ mà đám trẻ thường hay tụ tập buổi tối. Ngồi bệt xuống đất, có thở hắt. Trong đầu anh hiện lên suy nghĩ và bắt đầu đi về phía nhà một người quen để xin ngủ nhờ. Sáng hôm sau, theo lời chỉ dẫn, anh bắt xe ôm đến nhà của ông thầy để xin giúp đỡ. Ông thầy nheo mắt nhìn cò rồi nói: gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi. Đó là ý trời mà, thôi về đi. Cò nghe đến đây thì lạnh hết người. Anh lấy ra trong túi một sấp tiền lớn mà nói: thầy ơi, xin thầy giúp con. Vợ con đang nằm viện, con thì sống chết thế nào không biết. Chỉ xin thầy giúp con, thầy là chỗ dựa duy nhất của con mà thầy ơi. Ông thầy nhìn cọc tiền dày trước mặt thì không kìm được lòng cầm lấy nhưng vẫn nói: ta chỉ có thể trấn trụ nó lại, chứ không làm gì được nó thành quỷ rồi. Cò vơ vét hết tiền trong túi ra đưa cho thầy. Thầy thương con thì thương cho chót, xong việc con sẽ trả gấp đôi số tiền này. Ông thầy vội nuốt nước miếng mà gật đầu: được, ấy được rồi, ta đang luyện một vài bùa phép nên không thể ra ngoài được. Ta hẹn ngươi tối mai vậy. Cò nhăn nhó: tối mai thì có mà chôn xác con luôn ấy thầy, con không về nhà được. Ông thầy suy nghĩ rồi trả lời: thế tối ngươi về ta ngủ đi, nó không dám làm gì ngươi đâu. Cò gật đầu rồi chào ông thầy ra về. Anh vào viện thăm vợ mình. Sức khỏe cô ấy đã ổn định, nhưng đầu óc thì cứ mê mẩn không được bình thường cho lắm. Chiều hôm ấy, chúng tôi ra mộ cái Hòa làm cỏ, mang hoa trái đến cho nó. Lòng buồn buồn lên lên nhớ đến nó. Mà cũng có ngờ đâu đằng sau lưng của sáu đứa chúng tôi là hình dáng nó với cái bụng bầu đứng đó nhìn chúng tôi. Đêm ấy, anh Tư Thìn đi soi ếch ở cuối xóm. Mưa nên ếch nhiều lắm. Anh gần dạ với cái đèn pin mà một mình dám đến chỗ bụi tre cuối làng rồi soi ếch. Mưa bay bay nên anh đi rất nhanh. Lướt qua nhà của con Hòa, anh thấy có bóng người đứng trước hiên nhà nên anh bạo gan soi đèn pin vào. Thì thấy cái Hòa nó xõa tóc, bụng bự mà đứng trước hiên nhà. Anh vội cho chân lên cổ mà chạy ngược về nhà, chưa soi ếch gì tầm này nữa. Sáng hôm sau thì mọi chuyện lại ầm vang lên. Với cái con ma có bầu ấy đã lắng đi một thời gian thì giờ lại xuất hiện. Đúng là chết oan nên mới thế. 8 giờ tối, ông thầy cùng cò có mặt nhà anh ta. Không cần vòng vo hay trốn tìm, Hoa lướt nhẹ lên nhà làm ra bộ dáng đáng sợ mà nhìn hai người. Ông thầy cũng hơi giật mình khi cả đời ông đi trừ tà đã hơn 10 năm chưa thấy con ma nào như con ma này. Ông vội đốt lên 3 cây nhang mà đọc thứ gì đó mà cò bên cạnh không nghe thấy. Đưa 3 cây nhang cho cò cầm. Ông thầy lấy ra sấp linh phù vàng với những dòng chữ đỏ mà giơ ra trước mặt con ma. Miệng ông nhếch lên tưởng rằng con quỷ ấy sẽ lùi lại. Mà không phải, nó lại tiến lại gần ông hơn. Thầy ta vội làm phép, đọc chú mà tung luôn sấp bùa vào người của con quỷ, tạo thành ngọn lửa thiêu đốt con quỷ ấy. Nhưng con quỷ, nó không sợ mà nhanh như chóp tóm gọn lấy cỏ mà lôi về phía mình, khiến cho ông thầy không kịp trở tay, mà chỉ biết trố mắt nhìn con quỷ ấy. Ông lấy ra thanh kiếm gỗ làm phép, nhưng tự nhiên một bức tường vô hình cản ông lại, khiến ông không thể qua được. Bên này, Hòa mỉm cười rồi túm lấy cổ của cò, nhấc bổng lên. Cô cầm sẵn dây thừng mà siết chặt cổ anh, bay lên mang người anh cột lên trên sàn nhà. Cò chỉ biết vùng vẫy kêu ư ơi trong miệng. Ông thầy lúc này đổ mồ hôi, xôi con mắt làm phép phá vỡ được bức tường chắn của Hòa tạo ra. Hòa phun ra búng máu mà ngã xuống, nhưng cô đã thành quỷ nên sức mạnh hơn ông thầy. Cô đứng dậy tiến tới mà nắm lấy cổ của ông thầy. Thanh kiếm gỗ đào phát ra ánh sáng cũng xuyên thủng tim của cô. Lúc này, Hòa nhanh chóng phân ra một hồn thần niệm mà bay đi mất. Hồn thần niệm ấy bay lại về nhà của cô. Còn cái hồn phách cô thì đang đứng trước mặt ông thầy. Đứa bé trong bụng của cô khóc giống lên rồi im lặng. Ông thầy cũng phun máu như vòi nước rồi gục xuống đất.
Hòa đứng đó, cô mỉm cười rồi cũng ngã xuống đất, tan biến thành một bãi nước đen rồi bốc hơi biến mất. Sáng hôm sau, người ta phát hiện hai thi thể trong nhà của Cò. Anh ta trợn mắt, lè lưỡi chết trên sàn nhà. Còn ông thầy ở xã bên cũng thổ huyết mà chết. Điều tra vụ án đi vào bế tắc vì không tìm thấy hung thủ gì cả. Quay trở về nhà cái Hòa. Ban đêm, người ta vẫn thấy nó cùng cái bụng bự đi quanh hiên nhà. Nó không hại được ai hay hù dọa ai nữa, vì nó chỉ là một sợi tàn niệm lưu luyến cõi trần gian mà thôi. Chị em chúng tôi giờ đã tay xách, nách mang hai ba đứa con, nhưng thi thoảng vẫn thấy cái Hòa, nó đứng trước hiên nhà nó. Người trong xóm gọi nó là con ma bầu. Tàn niệm của nó sẽ chẳng bao giờ tan biến được. Tập truyện hôm nay tới đây là hết. Nếu thấy hay, hãy ấn like, cũng như đăng ký kênh để xem video mới nhất từ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.